Rồi bắt đầu vô cây số 1 luôn cô chú anh chị. Tổng thể cây số 1. Cây số 1 là cây mới luôn cô chú anh chị. Cây mới ra rồi nha nè. Bây giờ cây dáng rất là dễ thương nha. Cây này có bộ đế đẹp quá nè. Chiều bay là 45 nè. Chiều bay là 45. Quanh thân 13 nè. Quanh thân 13. Cái nôm 13 rồi nè. Nôm 13. Rồi cánh bầu là 20 nè. Rồi cánh bầu là 20. Rồi cái số 1 có giá là 250.000 nè. Bao ship toàn quốc nha. 250.000. Bao ship toàn quốc cây số 1 quanh 13. Rồi tiếp tục cây số 2 luôn cô chú anh chị. Cây số 2 là chú ba trồng rồi nè cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị chỉ là sang qua chậu rồi ghép thôi. Là tược mạnh hết. To hết rồi. Cái này đã trồng sẵn rồi nè. Tục nó ra mạnh này nè. Cái này có đế rồi nè. Đế rồi nè. Có đế nè cô chú anh chị. Để trồng lóc đế rồi. Chiều cao của nó là 27 nè. Chiều cao 27. Quanh thân nó là 14 rưỡi. Quanh thân 14 rưỡi. Kính bầu lọt lòng là 30. Lọt lòng được kính bầu là 30. Rồi cây số 2 này có giá là 300.000 em. Bao ship toàn quốc nha. 300.000. Bao ship toàn quốc cây số 2 quanh 14 rưỡi. Anh em nào mới tập chơi á, mua mấy cây này về. Rồi tiếp tục cây số 3. Cây số 3 một cây độc lạ nè cô chú anh chị. Cây này cũng mới đem về rồi nè. Đây, cây rất là độc lạ nha. Còn lá rồi nè. Quá độc lạ luôn. Cây này nó giống như thằng em bé mà nghe cái đầu anh nè. Cái mình nó là 18 nè. Mình 18. Nôm 18 luôn nè. Nôm 18. Cái nào 18 luôn. Rồi kính bầu 18 luôn. Rồi kính bầu 18. Hôm nay 18 luôn cô chú anh chị ơi. Quanh thân của nó là 15 nè. Quanh thân 15. Cái này là con xa để bàn độc lạ nè. Quá độc lạ. Đây nó có cái lỗ bây giờ nhỏ nhưng mà không sao nè. Không sao cô chú anh chị. Lỗ bị chạy. Đây là con lá rồi, con lành nè. Rồi cây số 3 này có giá là 350.000 nè. Bao ship toàn quốc nha. 350.000. Bao ship toàn quốc cây số 3 quanh 15. Rồi tiếp tục cây số 4 luôn cô chú anh chị. Cây số 4 là cây mới rồi nè. Đây cây số 4. Dáng lắc lượng có một đế rất là đẹp nè cô chú anh chị. Cái này là nó giống như con thiên nga đang bơi nè. Một con thiên nga đang bơi ở cái lòng hồ nè. Giống như nó cái cổ lên đó, nó giống thiên nga kìa. Thiên nga con ngọng cũng là nó nè. Một tác phẩm nè cô chú anh chị. Mình đang bơi nó ngóc đầu lên đẹp lên nè. Cái này cái mới nè, mới đem về luôn nha. Chiều cao của nó là 51 nha nè. Chiều cao 51. Quanh thân là 18 nha nè. Quanh thân 18. Cái nôm là 16 nha nè. Nôm 16. Rồi kính bầu là 32 nè. Rồi kính bầu là 32. Cái số 4 này có giá là 500.000 nè, bao ship toàn quốc nè. 500.000, bao ship toàn quốc cây số 4 quanh 18. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục cây số 5, tổng thể cây số 5 nè cô chú anh chị. Này. Để
ấy để gửi thư chị. Số 5 đẹp lắm anh em ơi. Cái này là một cây anh em, một cây rồi bây giờ chạy nha. Một cây rồi chứ anh chị. Giang tay nó lên đẹp quá nè. Để quá tay luôn nè, cô chú anh chị. Hôm nay đấy nó trồn rồi nè. Đó, nó trồn nè. Cây đẹp quá nè. Rồi chiều cao của nó là 24 nè nè. Chiều cao là 24. Tổng quanh nó là 28 nè. Tổng quanh là 28. Cái nhánh thứ nhất là 17 nè. Nhánh thứ nhất là 17. Tổng quanh thứ hai là 12 nè. Nhánh thứ hai là 12. Tổng quanh thứ 12 là 29 nè. Đây là một cây, đây là một tác phẩm nha. Này bộ sai để bàn đẹp lắm anh em. Cây này trồng sẵn rồi anh em. Để anh em sang chậu đây ha. Rồi cây trồng rồi anh em. Rồi cây số 5 này có giá là 600 ngàn anh em. Bao ship toàn quốc nha. 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Cây số 5, tổng hoành 28. Vậy hoành thứ nhất là 17. Hoành thứ hai là 12. Cây ra thật sự xanh lè luôn rồi anh em, về ghép rồi anh em. Cái này trồng sẵn rồi luôn anh em. Bỏ vô chậu là ghép thôi cô chú anh chị. Rồi 600 ngàn. Tiếp tục cây số 6. Cây số 6 là cây mới anh em. Đây cây số 6 của cây mới luôn cô chú anh chị. Có bộ đế này cô chú anh chị. Kéo nhựa nè, trang cho coi nhựa nè. Kéo nhựa dày đặc luôn á. Đây bộ đế rồi. Để cho con nhà nhà nữa nè, có ai chờ đấy rồi. Chiều cao của nó là 36 nha nè. Chiều cao là 36. Hoành thân là 25 anh em. Hoành thân 25. Cái nôm là 21 nha nè. Nôm là 21. Kính bầu là 40 nè. Kính bầu là 40. Cây số 6 là có giá là 600 ngàn nha nè, bao ship toàn quốc nha, quanh 25 nha. 600 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 6, quanh 25. Rồi, tiếp tục cây số 7 luôn cô chú anh chị, tổng thể cây số 7. Số 7 là anh em đẹp đẹp lắm anh em. Số 7 tài cành quá đều luôn cô chú anh chị. Này mà chạy vô nó bộ đẹp lắm nha nè. Nó bộ bài ra giống như dán nhìn đó. Bài ra giống như cái cành câu á. Một cái cành câu câu cá. Này vậy làm kéo cảnh là bá bát rồi nè. Rồi cây này chiều bay là 81 nha nè. Chiều bay là 81. Quanh thân 22. Cái đó thân là 9 phân anh em. Có thân 9 phân. Cái đó kính bầu của nó là 31. Đường kính bầu là 31. Đại cành to lắm nha anh em. Đó, em thấy không? Đại cành to có đấy anh em. Đấy rồi. Đấy. Đây đâu rồi nè. Ở đây có cầm rồi nè. Có nè, có đế rồi nè. Rồi cái số 7 này có giá là 700 ngàn nè. Bao ship toàn quốc nè. 700 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 7, hoành 22. Này rồi ghép lên nó. Là tầng rồi nè, tầng tầng. Tầng là cái đó, đâu có đây tầng á. Bên đây tầng nè. Bên đây bao 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 đ
thấy nó giá 700 ngàn bao ship toàn quốc. 700 ngàn bao ship toàn quốc cây số 7. Ôi cây số 8 luôn cô chú anh chị ơi. Một tác phẩm con cóc luôn. Quá quái luôn rồi cô chú anh chị. Đáng siêu tầm luôn. Đây là cái mới đồ Hà Nam. Mới về luôn cô chú anh chị. Cái liền đặng không có xăm lỗi vậy nè. Quá quái. Đó, có bỏ nè, đẹp quá nè. Chiều bay cũng là 36 nè em. Chiều bay là 36. Còn tao nó là 20 nè em. Hoành thân 20. 20 rưỡi tính 20 nè. 20 rưỡi tính 20 cô chú anh chị. Đẹp quá nè mà. Đó, cái bộ đấy nè. Cái nồi đế của nó là 49 nè nè. Tổng nồi đế là 49. Được kính bầu là 36. Được kính bầu là 36. Cái nồi của nó là 24. Nôm là 24. Đây này đúng là cái con cọc. Bây giờ mà tôi quay mất kiếm được mấy cây có lắm hay này, dễ đâu. Ở cây số 8 này có giá là 900 ngàn hay này, bao ship toàn quốc nha. 900 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 8, quận 20 rưỡi tính 20 của chú anh chị. Tác phẩm luôn, con cóc luôn, quá quái. Đẹp quá đẹp. Có lấy 800 thôi. Bán cho năm trời của người. Rồi chú ba bớt còn 800 ngàn. Bao ship xong quốc cây số 8. Quá đẹp. Rồi cây số 9. Một tác phẩm mẫu tử luôn cô chú anh chị ơi. À, mẫu tử luôn. Này là mẹ không còn tay cho nữa nè. Tay chàng ra sao mà cô chú anh chị hả? Tay mẹ chàng tay ra cổng con đi nè. Cái này là một cây nè. Tác phẩm luôn cô chú anh chị. Mẹ không còn tay cho nữa nè. Sáng được con đi một giáo nè. Là nhớ lại cảnh hồi xưa cô chú anh chị. Không có xe đi, cái mẹ cổng con đi đến trường đi học. Cổng tới trường làng á nè, đẹp quá à. Cổng cây đẹp lên nè. Quá đẹp. Nè, em bé thấy tay ôm mẹ này thấy không? Có tay đàng hoàng thấy không? Tay bên đây rồi. Mẹ chàng quá. Tay đây mà chàng quá sợ té nè không? Hôm nay thấy đúng không? Đúng một tác phẩm luôn. Một tác phẩm. Tình mẫu thử rồi nè, quá đẹp nè mà. Rồi chiều cao của nó là 30 nè. Chiều cao là 30. Hoành thân là 33 nè. Hoành thân là 33. Cái nôm là 24 nè. Nôm sổ là 24. Được kính bầu 40 nè. Được kính bầu là 40. Tổng nội đế của nó là 103. Tổng nội đế là 103. Anh em thấy bộ đế hơi tồn rồi nè. Cây nhỏ, cây quá trời đẹp luôn. Cây này nó kéo nhỏ hết rồi nè. Đây coi chứ chị, kéo nhỏ hết nè. Ở dưới rễ nó xịt mầm rồi nè. Nó xịt mầm rồi nè. Đẹp quá, cây này đẹp quá nè. Một tác phẩm luôn cô chú anh chị, bonsai luôn. Bonsai đẹp quá. Rồi cây số chùm này có giá là 1.500.000 nè. Bao ship toàn quốc nha. 1.500.000. Bao ship toàn quốc cây số 9, hoành 33. Mẹ không em đến trường. Rồi 1.500.000. Okay. Rồi tiếp tục cây số 10. Tổng thể cây số 10 luôn cô chú anh chị. Số 10 là bộ đế rất 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 thông này.
tay cầm đế nè mấy anh chị, để bỏ tay nè, để to 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 cầm đây cũng là cái mới luôn nè, đây cái mới luôn nè coi chú anh chị. Chiều cao là 60 anh em. Chiều cao là 60. Quần thân là 22 anh em. Quần thân 22. Cái nôm của nó là 21 anh em. Nôm sổn là 21. Tính bầu của nó là 36 anh em. Tính bầu là 36. Cái tốt thân 24 anh em. Tốt thân 24. Nó có không rãi để quá cho to. Cái số 10 này có giá là 1 triệu nè, bao ship toàn quốc nè. 1 triệu bao ship toàn quốc cây số 10, hoành 22. Rồi tiếp tục cây số 11 của cô chú anh chị. Số 11 là cây độc lạ luôn này nè. Này cành quá trời tay cành. Quá trời tay cành để luôn rồi cô chú anh chị. Chiều cao là 51. Quần thân là 23 anh em. Quần thân 23. Cái nôm 21 anh em. Nôm 21. Kính bầu của nó là 34. Được kính bầu là 34. Cái này nó cũng có đế nè. Đế nè. Đế về đủ nè nè. Ở dưới đây nó còn cầm nó nè nè. Còn cầm đế ở trên đây nè. Nói chung là cây này đầy đủ hết nè, không thiếu cầm nào nè. Cây nào có sạm lỗi gì đâu nghe nè. Còn cây số 11 này có giá là 800 ngàn nha nè. Bao ship toàn quốc nè, hoành 23 nha. 800 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 11, hoành 23. Rồi tiếp tục cây số 12. Đây tổng thể cây số 12 nè cô chú anh chị. Rồi bộ đế luôn. Bộ đế rồi cầm này, đế rồi. Còn to to không cô chú anh chị? Đang cầm, đang cầm, đang cầm. Đây còn cầm. Cao của nó là 108 anh em. Chiều cao là 108. Quần thân nó là 31 anh em. Quần thân 31. Cái nôm của nó là 21 anh em. Nôm sổ là 21. Cái tốt thân nó là 36. Tốt thân là 36. Kính bầu 45. Rồi kính bầu là 45. Cái này nó bị xàm đây nè nè. Nó nhỏ lắm nè. Cô chú anh chị. Nó màu sao rồi nè. Kéo nhựa hết nè cô chú anh chị. Kéo da liền hết nè. Cái này cái mới nè. Mới đem về nè. Mới cắt cành nó còn đỏ ăn nè. Cái mới nè.
rồi bán rẻ cho nên chợ luôn nè. Cây số 12 này có giá là 900 ngàn nè. 900 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 12, hoành 31. Cả 3 lỗ có 900 ngàn nè. Anh xa cho có kẻ bộ đá rồi xa. Rồi toàn bộ nè. Để lạ lắm nè, bật lạ lắm nè. Có 331 và có 900 ngàn nè. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục cây số 13 luôn cô chú anh chị. Đây tổng thể cây số 13. Tay cầm nó cơ to nè cô chú anh chị. Số 13 đẹp quá nè ơi. Đấy nó to lắm. Ra tược rồi luôn á. Bộ đế quá tài bộ đế. Cao là 115 mà. Chiều cao là 1m15. Quanh thân 25 mà nè. Quanh thân 25. Cái đây nôm nó là 36 nè. Nôm sổ là 36. Kính bầu nó là 45 mà nè. Kính bầu là 45. Tóc thân nó là 32 nè. Tóc thân là 32. Tổng ngồi đế là 145. Tổng ngồi đế 145. Quá trời con đế này. Sao hồi xuống là cho coi nè coi nè. Đấy nè nè. Con đế không to to không. Rồi cây số 13 này có giá là 1 triệu 200 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 13, hoành 25. Rồi tiếp tục cây số 14 luôn cô chú anh chị. Đây tổng thể cây số 14. Tay cành quá tay của chú anh chị. Đế cũng quá VIP luôn. Chiều bay là 85. Hoành thân nó là 28 nè. Hoành thân là 28. Cái nôm nó là 23. Nôm sổ là 23. Kính bầu là 36. Đường kính bầu là 36. Cái tóc thân nó là 25. Tóc thân 25. Tổng nội đế của nó là 113. Tổng nội đế 113. Người ta cần quá cho ta cần nè. Đau hết nè. Được rất là tốt mà rồi cho anh chị. Và cái số 14 này có giá là 1 triệu 100 ngàn này. Một triệu 100 ngàn, bao ship toàn quốc cây số 14, hoành 28. Rồi tiếp tục cây số 15 luôn cô chú anh chị. Tổng thể cây số 15. Tay cành quá to mà cô chú anh chị. Này có dáng đẹp quá nè. Dáng thế quá đẹp luôn. Cái xịt mầm nó đẹp nè. Xịt tược luôn rồi nha. Cái này có đáy rồi nè. Cái này có đáy rồi nè. Đây cô chú anh chị. Này có đáy rồi nè. Đáy bàn nè. Này có đáy rồi nè. Cao nó là 68 nè. Chiều cao là 68. Hoành thân là 27-26 nè. Hoành thân 27-26.
phân nó là 12 anh em. Tốt phân 12. Kính bầu của nó là 36. Được, kính bầu là 36. Đây, càng to lắm nè. Ok, số 15 này có giá là các bạn lấy cho nó chơi 700 ngàn bao ship toàn quốc. 700 ngàn bao ship toàn quốc, cây số 15, vành 27 đến 26. Rồi tiếp tục cây số 16 luôn cô chú anh chị. Tổng thể cây số 16. Số 16 là con ở đây. Rồi kéo nhựa trắng lên nè. Mới nè, kéo nhựa rồi. Chiều cao là 68 rồi nè. Chiều cao là 68. Hoành thân là 23 anh em. Hoành thân 23. Cái nôm là 30 nè. Nôm sổ 30. Kính bầu là 36 nè. Được, kính bầu là 36. Rồi cây số 16 này có giá là 800 ngàn nè, bao ship toàn quốc nè. 800 ngàn bao ship toàn quốc, cây số 16, vành 23. Đây nằm trên dài xuống cây. Rồi tiếp tục cây số 17 luôn cô chú anh chị. Tổng thể cây số 17 này, tay cành rất là to, ra tược rất tốt cô chú anh chị. Đây bộ đế luôn. Cái này đế cũng rồi nè. Đế to con. Chiều cao là 81. Hoành thân là 27 anh em. Hoành thân 27. Cái nôm 18 anh em. Nôm 18. Cái đầu thân nó là 32. Tốt thân 32. Cái kính bầu là 36. Cái kính bầu là 36. Nào đấy nè nè. Ở đây nó có cộng dưới này anh em. Anh em không thích về cắt cọng này bỏ cũng được anh em. To to mình ở đây nó có cọng nữa nè, cọng hàng số nè, về đặt luôn anh em ơi. Nó có cọng này nữa nè, bộ đấy về đặt luôn nè, nó có cọng này nữa nè, cọng to lắm nha. Rồi cái số 17. Cái số 17 này có giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc. 800 ngàn bao ship toàn quốc, cây số 17, vành 27. Rồi tiếp tục cây số 18 luôn cô chú anh chị. Tổng thể cây số 18. Tài cảnh quá tài của chú anh chị. Cây mới luôn nha. Bộ đế này. Trời đế quá trời đế này. Chiều cao là 107 anh em. Chiều cao là 117. Đây này, không cho tên anh vậy, anh cắt lại vậy nè. Hoành thân là 33 anh em. Hoành thân là 33. 32 rồi anh em. 32. Cú đập là 36 anh em. Cú đập là 36. Cái nôm là 20 anh em. Nôm là 20.
kính bầu của nó là 45. Đường kính bầu 45. Cái tốt thân của nó là 18. Tốt thân 18. Cái 18 này cái giá là 1 triệu 400 ngàn, bao ship toàn quốc. 1 triệu 400 ngàn, bao ship toàn quốc, cây số 18, vành 33-32. Rồi tiếp tục cây số 19 luôn cô chú anh chị. Đây cây 19 tại cầm. Còn bộ đế quá, tài bộ đế nè cô chú anh chị. Đây ship được nè. Để quá khủng luôn. Chiều cao là 1,5 m. Vành thân là 26 nè. Vành thân 26. Cái nôm là 27 nè. Nôm sổ là 27. Kính bầu của nó là 45. Kính bầu 45. Cái đó toàn nó là 54. Có thân 54. Cái này nó nhỏ, nó bị tét lên da chút xíu nè. Nó lì mà nha nè. Da liền, kéo da liền. Cái này nó nhỏ hơn, cái giác sẹo nó nhỏ hơn, nó tốt rồi nè. Ừ, một xíu rồi nè, cô chú anh chị. Bằng cái viết rồi, lỗ bằng cái viết rồi cô chú anh chị. Bạn để cho anh chờ rồi đi. Cây số 19 này có giá là 1 triệu 100 ngàn, bao ship toàn quốc. 1 triệu 100 ngàn, bao ship toàn quốc, cây số 19, vành 26. Rồi tiếp tục cây số 20 luôn cô chú anh chị. Tổng thể cây số 20. Để quá à, tài vụ để à. Chiều cao là 1,03 m. Đây là vành thân 23 nha. Vành thân là 23. Cái nôm nó là 27 nè. Nôm là 27. Kính bầu là 45. Đường kính bầu là 45. Cái tốt thân của nó là 9 phân. Tốt thân là 9 phân. Số 20 là có giá là 900 ngàn, bao ship toàn quốc. 900 ngàn, bao ship toàn quốc, cây số 20. Vành 23. Vành 23. Vành 23. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục cây số 21 luôn cô chú anh chị. Đây tổng thể cây số 21. Bồ đế quá tài bồ đế nè. Chiều cao là 114. Vành thân là 20.
28 rưỡi tính 28 này nè. Hoành thân 28 rưỡi tính 28. Cái đầu số nôm của nó là 27 này nè. Nôm số là 27. Cụ đặt của nó là 43 này nè. Cụ đặt là 43. Quá cho cái cụ nè, cho bá rồi cụ. Cho bá rồi. Kính bầu của là 54. Đường kính bầu là 54. Cái tốt thân là 21. Tốt thân 21. Ổng nội đế của nó là 140. Ổng nội đế là 140. Để quá trời rồi, ta thành một tàu to hơn anh. Ta thành không sao lắm thế nè. Nó quạnh như 08. Còn cái số 1 là có giá là 1.500.000 anh em. Bao ship toàn quốc nha. 1.500.000 bao ship toàn quốc, cây số 21, hoành 28. Rồi tiếp tục cây số 22. Không thể cây số 22 đi cô chú anh chị. Cây A Mai cũng là cây mới nè. Đây cây mới luôn cô chú anh chị. Nó có sức ấm này nè. Này nó nhú tợt nè. Này nó đế nè cô chú anh chị. Đấy, 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 chiều cao là 1m45. Hoành thân 24 rưỡi tính 24. Cái nôm là 17. Nôm 17. Kính bầu là 36. Được, kính bầu là 36. Cái tốt thân của nó là 45. Tốt thân 45. Đây cũng tốt to rồi nè. Đây cũng tốt to rồi nè. Số 24 có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc nha. 1 triệu bao ship toàn quốc, cây số 22, hoành 24 rưỡi tính 24. Đây là đế đẹp quá. Đây quá trời đế luôn nè. Nó nhất đế thì còn tam thành tứ giống. Cái này hồi đủ 3 yếu tố nè. Đế là như còn tam thực là tam thành tứ giống. Có sự thay. Rồi tiếp tục cây số 23. Cây 23 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay của chú anh chị. Ê, cây 23 quá to khủng luôn cô chú anh chị. Một cây lùng lực quá khủng. Cây bốc măng lục lực này. Tay cầm to to không nè cô chú anh chị. Rồi bộ đế nè. Quá tài bộ đế không. Đấy, tối gì hết rồi nè, không biết cầu nào hết nha. Đây là cả ba rồi. Cảnh có to không? Chiều cao của nó là 99 nha em. Chiều cao là 99. Hoành thân nó là 39 nha anh em. Hoành thân 39. Cái tốt thân nó là 20 nha anh. Tốt thân 20. Đường kính bầu của nó là 60. Đường kính bầu là 60. Tổng nội đế của nó là 180. Tổng nội đế là 180. Anh em coi nào.
quá tải cây của chú anh chị, quá to luôn, quần 39 luôn cô chú anh chị. Tay cầm đế của bếp, số 23 này có giá là 5 triệu 500 ngàn, bao ship toàn quốc. Cây số 23 hoành 39 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay cô chú anh chị. Xem kỹ lên cái này cô chú anh chị, tại cành rất là to nha. Rồi coi ụ đế như thế này, to to nè. Tổng thể nghe nữa này cô chú anh chị, cái số 23 cũng là cái cuối clip ngày hôm nay. Ba cũng xin chân thành cảm ơn em đã theo dõi 1/3. Ba chúc anh em có một ngày vui vẻ và có gia đình. Rồi xin chào anh em, hẹn lại clip sau, xin chào.